Dạ vâng, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng quý vị đang xem trên kênh Hương Gừng Vlog. Và em xin chúc cho cô chú anh chị cùng quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc. Hôm nay là buổi chiều của ngày 31 tháng 7 năm 2024. Em có một tin chấn động cả nhà. Tin này chấn động lắm. Thời của anh thích cúng nhà đã đến rồi cả nhà ơi. Thời của anh thích cúng nhà đã đến. Một vụ việc này vừa xảy ra hồi sáng nay thôi. Và em mới cập nhật thông tin để mà chia sẻ đến quý vị. Thông tin này chắc lẽ là có rất nhiều người đang muốn nghe đó, muốn nghe là như thế nào. Thì sau bao nhiêu thời gian mà làm những việc mà kêu gọi cúng nhà rồi giảng giáo lý, bóp méo giáo lý và làm rất 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 nhiều chuyện sai trái và có chuyện động trời sau lưng của anh thích cúng nhà này, thì ngày hôm nay thì đã chính thức lên VTV8. VTV8 nha các anh chị, một VTV8 đã lên một cái thông tin rất là sốc khi đã thành lập một đoàn kiểm tra. Và hiện tại là anh Quang là cấm xuất cảnh luôn cả nhà. Anh thích cúng nhà này cấm xuất cảnh luôn. Đó, đang một trong cái điều tra như thế này thì không biết là anh Quang anh sẽ chịu những cái áp lực như thế nào. Và bây giờ á, Chinh Chinh ơi cứu thầy, và những chúng thanh niên ơi cứu thầy đi. Thầy xong rồi, đợt này thầy chắc có lẽ là thầy xong rồi cả nhà. Và được biết á, là lập một đoàn kiểm tra và đại diện các bộ ngành liên quan, đại diện các lãnh đạo sở nội vụ và cùng ban tôn giáo thuộc sở nội vụ đại diện, và CA tỉnh, CA tỉnh nha cả nhà, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa cũng như là Sở Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và đại diện chính quyền địa phương của thị xã Phú Mỹ và Tân Hải, và đại diện trị sự ban giáo hội Phật giáo đã đến chùa Quan Phật, chùa của anh thích cúng dường đó cả nhà. Thì cô bác chị mình biết á, đã điều động tới mình là thành là một đoàn kiểm tra liên ngành như thế rồi, thì chuyện xảy ra cô bác chị mình biết và cấm cấm xuất cảnh luôn. Gắt gối đây, bây giờ không biết là bây giờ không biết là những cái ban ngành, những cái mà thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành như thế để mà làm gì với anh thích cúng nhà, thích cúng giường này nữa. Cô bác chị mình thấy đó, tu á, thì không lo tu, lo buồn gút, lo kiếm chuyện với người này người kia, kiếm chuyện với ân ngày Thích Minh Tuệ. Bây giờ nếu mà rút lại được cái câu mà thằng ba chợ xách nồi cơm điện, chắc ổng có lẽ là ổng không dám nói luôn, chỉ có nói một câu đó thôi mà bây giờ nghiệp tới mà đỡ không nổi luôn cả nhà. Mà nghe nói đâu rồi bây giờ bệnh nữa, lên ca mổ gì đó nguy hiểm lắm. Mà không có đâu nghe, tin nó không chính xác đâu, tại vì đã VTV8 đã đưa lên một cái lên thời sự luôn, VTV8. Và đã chính xác là ngày hôm nay là ngày 31 của tháng 7, là cuối tháng 8 rồi. Nếu mà qua tháng 8 á, thì có lẽ là chắc ông ta sẽ qua khỏi, nhưng mà không, trong tháng 7 là dính thôi. Tháng 7 là một cái tháng cực kỳ nguy hiểm nha. Thì bây giờ ông ta đã bị thành lập một đoàn kiểm tra đại diện các bộ ngành luôn, đại diện các lãnh đạo sở nội vụ luôn, và ban tôn giáo rồi CA tỉnh và thông tin truyền thông và sở tài nguyên và môi trường luôn. Cái vụ này mới căng nè, xây nhà, xây chùa, xây chuyện chắc lắng đắt người ta nè, mới có liên quan đến sở tài nguyên và môi trường luôn. Tại các anh chị mình biết đó, sở tài nguyên và môi trường là một cái sở là nó quản lý đất đai mà, đúng không ạ? Mà tại sao mà sở tài nguyên và môi trường phải vào cuộc luôn, và CA tỉnh và các chính quyền địa phương nó vào cuộc? Bây giờ anh Quang mới mà không biết đường nào mà chạy đâu cả nhà. Bởi vậy ta nói đấy hả, nói chỉ có một câu thôi, thằng ba chợ xách nồi cơm điện thôi. Và bây giờ thì nếu mà ai cho thầy 10 tỷ thầy sẽ xỉu ngang liền, ai sẽ cúng dường cho thầy 10 tỷ thầy sẽ xỉu ngang, đó là một câu chí lý luôn cả nhà. Và bây giờ thì thầy đã được ước nguyện rồi, cầu được ước thấy rồi đó, cho biết đó, tu hả, tu giả tu bổng hả, nghiệp nó sẽ đến thôi, nhưng mà không biết lúc nào thôi các anh chị. Thật ra thì còn rất là nhiều, còn rất là nhiều cái sự việc của cái ông này, cái ông thích cúng nhà này.
À, tà dâm dữ lắm, có nhiều cái đoạn ghi âm mà rất là khủng khiếp. Bây giờ thì mới lộ ra rất là nhiều, ổng ta giàu, cực giàu nha cả nhà. Ông Thích Cúng Dường này cực kỳ giàu, có hàng ngàn tỷ đó, không ít đâu. Và ngôi chùa của ông ta đó là khủng khiếp lắm, khủng khiếp. Vậy bởi vậy mới thế đó, mới thấy là cái nồi cơm điện của Sư Minh Tuệ nó khủng khiếp như thế nào cả nhà. Rồi cái nồi cơm điện của Sư Minh Tuệ quá khủng khiếp đúng không ạ? Chỉ xách cái nồi cơm điện đi quá duyên, lấy cớ để mà gặp chúng sanh thôi, duyên để mà lấy cái cớ để mà cho những cái tên ma vương, những con cháu ma vương và những cái tên là có thể là gọi là này là thủ lĩnh ma vương luôn rồi đó. Bây giờ kế anh Minh đó là sẽ là anh Quang này chứ không ai á. Và anh Minh đó thì anh Minh đó ảnh được cái là ảnh bây giờ ảnh nín luôn cả nhà, ảnh nín thinh luôn. Thì các anh chị mình biết từ ngày mà Sư Minh Tuệ xuất hiện đó thì có rất là nhiều sự việc nó phải bất bình thường xảy ra. Lúc trước đó thì là cúng nhà, kêu gọi cúng nhà cúng vườn liên tục đó, mở những cái khóa tu mùa hè đó, rõ ràng không ạ? Và bây giờ thì Sư Minh Tuệ xuất hiện thì bây giờ là những cái chuyện trường hợp đó không còn thấy nữa, không còn nghe thấy luôn. Và cái vụ việc mà lên đồng rồi đó, lên đồng kêu gọi giải quan gia trái chủ đó, không thấy luôn cô bác chị, có nghe không ạ? À? Không thấy luôn, không thấy trên mạng xã hội đã đăng lên luôn, nếu có là người ta sẽ đăng lên liền. Cái mạng xã hội và cái sự lên kết liên kết của mạng xã hội này bây giờ nó rất là khủng khiếp đó. Cộng đồng mạng bây giờ là nếu mình không làm sai, nếu làm đúng họ sẽ biểu dương mình, và nếu mà làm sai thì họ sẽ chì đạp mình, đó là cái điện tất nhiên thôi. Cô bác chị mình thấy thì từ ngày xưa Sư Minh Tuệ xuất hiện đó, đặc biệt là năm 2023 đó là xá lại tóc vậy đó các anh chị, đó lấy cọng lông ở đâu đó về nó làm kêu bằng lá lông cũng cỏ đó, kêu bằng là xá lại tóc. Cái đó có một số anh chị kêu là một cú lừa gạt khốn nạn nhất thế giới đó, đó lừa gạt. Được biết là cái cọng cỏ đó là ở bên nước ngoài đó, đem về đó là nó sẽ tự nhúc nhích như thế đó. Và cái anh Minh đó, anh kêu đó là một sợi lá xá lại tóc, bắt người ta quỳ quyết một cú mà lừa gạt là khốn nạn nhất thế giới đó. Các anh chị thấy rõ ràng không ạ? À? Và anh Quang này anh còn nhiều cái cú lừa gạt khốn nạn còn hơn nữa. Anh ta là bây giờ mới biết đó là anh ta sẽ bị như thế nào. Cũng hy vọng rằng đó thì mọi việc nó sẽ sáng tỏ thôi, trước hoặc là sau thôi các anh chị. Đó bây giờ thì đoàn kiểm tra đã liên ngành, đại diện các bộ ngành liên quan, đại diện các lãnh đạo sở nội vụ, đụng cái sở nội vụ luôn rồi, ban tôn giáo thuộc sở nội vụ đại diện, và CA tỉnh, CA tỉnh, sở thông tin và truyền thông, sở tài nguyên và môi trường, sở văn hóa cũng như là thể thao và du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, và đại diện chính quyền địa phương và của thị xã Phú Mỹ, Tân Hải, và cùng đại diện ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức ngày 31 là ngày hôm nay đã tìm đến chùa của anh Thích Cúng Nhà, Thích Cúng Giường, Thích đi Mercedes và thúc để Thích đeo đồng hồ Rolex. Đó bây giờ là chuyện gì xảy ra, đây là mới là cái mở màn của tập đầu tiên của các anh chị. Hy vọng rằng là cô bác anh chị mình sẽ cố gắng để mà em sẽ cố gắng tìm hiểu thông tin và một cách nhanh nhất để mà em chia sẻ với anh chị mình. Bây giờ là tới công chuyện với anh Thích Cúng Nhà, Thích Cúng Giường rồi. Các anh chị thấy đó, thì các anh chị biết bệnh, nếu mà bình thường một cái công việc mà một việc bình thường của người người tu á thì sẽ không bao giờ mà có mà lập ra một đoàn liên ngành kiểm tra như thế này đâu, không bao giờ có. Đó, có rất là nhiều sai phạm trong vụ việc này, cho nên là đoàn liên ngành kiểm tra đã đến và đã làm việc trong ngày hôm nay đó. Thì có chuyện gì chứ gì, chúng ta sẽ từ 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 chúng ta sẽ tìm hiểu và bật mí thêm ha các anh chị. Các anh chị mình chờ xíu nha, chờ một xíu. Và cuối video thì em xin chúc cho các anh chị mình thật nhiều sức khỏe và mọi việc sẽ từ từ sáng tỏ cả nhà. Em xin chào các anh chị mình và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. À.